28 tuổi, dân tộc Nùng, nghề nghiệp nông dân, địa chỉ Bảo Thắng, Lào Cai, ngày vào viện ngày 19 tháng 7 năm 2021. Lý do vào viện là khó thở. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp không rõ ràng và không điều trị thường xuyên, không có tiền sử viêm khớp, không có tiền sử ngất. Bệnh sử khoảng vài tháng nay bệnh nhân xuất hiện khó thở khi gắng sức, đỡ khi nghỉ ngơi nhưng bệnh nhân chưa đi khám và điều trị gì. Cách vào viện một ngày, bệnh nhân xuất hiện khó thở khi gắng sức. Bệnh nhân kể là khi đang đi làm nương, kèm theo đau tức ngực trước xương ức, đau không lan, không ho, không phập đờm, không sốt, và bệnh nhân được chuyển vào khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Bệnh nhân tình trạng bệnh nhân khám lúc vào viện là bệnh nhân lơ vơ, kích thích vật vã, khó thở, thở nhanh nông, nhịp thở 30 lần trên phút, SpO2 đo khí phòng là 75%, da niêm mạc nhợt, vã mồ hôi lạnh, tim nhịp nhanh đều, tần số 120 chu kỳ trên phút, huyết áp 130 trên 60 mm thủy ngân, phổi thông khí giảm, nhiều gian zip, gian ẩm hai bên, bụng mềm và không có phù. Khí máu lúc vào viện là bệnh nhân có tình trạng toan chuyển hóa, pH 7,12, PO2 41, PCO2 60 và lactate là 4,8. Sau vào viện 5 phút thì bệnh nhân xuất hiện tím tái, mạch bẹn không bắt được, huyết áp khó đo. Bệnh nhân được tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn theo phác đồ và đặt ống nội khí quản, thở qua bóp bóng với oxy mát túi 12 lít trên phút. Sau 10 phút cấp cứu ngừng tuần hoàn thì bệnh nhân có mạch trở lại, huyết áp đo được là 120 trên 60 mm thủy ngân. Trên monitor có hình ảnh ngoại tâm chu thất trùng đôi, trùng ba và cơn tim nhanh thất không bền bỉ. Các thuốc duy trì thuốc sử dụng trong lúc cấp cứu là adrenaline, bơm tim điện liều 0,3 microgram trên kg trên phút, an thần và bù kali. Đây là điện tâm đồ của bệnh nhân lúc vào viện, là hình ảnh cơn nhịp nhanh QRS giãn rộng, tần số 150 chu kỳ trên phút. Chẩn đoán sơ bộ là sau cấp cứu ngừng tuần hoàn, theo dõi sốc tim, theo dõi nhồi máu cơ tim cấp, chưa loại trừ tắc mạch phổi và viêm phổi, bệnh nhân được chuyển lên khoa hồi sức tích cực điều trị tiếp ạ. Diễn biến của bệnh nhân tại khoa hồi sức tích cực ngày 19 tháng 7, bệnh nhân an thần thở máy, monitor có hình ảnh ngoại tâm chu thất đa ổ và trùng đôi, tim đều nhanh, tần số 140 chu kỳ trên phút, huyết áp 120 trên 80 mm thủy ngân, đang duy trì adrenaline liều 0,3 microgram trên kg trên phút ạ. Phổi có gian ẩm hai bên, bụng mềm, gan to 4 cm dưới bờ sườn, và xông tiểu của bệnh nhân thì ra thì được khoảng 1,6 lít trên 12 tiếng ạ. Tại khoa hồi sức tích cực thì bệnh nhân được xử trí lidocaine 40 mg, bolus tĩnh mạch 2 ống và liều duy trì là 3 mg trên phút. Đây là điện tâm đồ của bệnh nhân tại khoa hồi sức tích cực ngày 19 tháng 7 ạ. Tức là trước đây là cũng nằm đây là Có hình ảnh ngoại tâm chu thất trùng đôi ạ. Sau 2 ngày điều trị thì bệnh nhân đây là kết quả cận lâm sàng sinh hóa máu của bệnh nhân. Bọn em đã để trên hệ thống ạ. Bệnh nhân xét nghiệm NT-proBNP của bệnh nhân thời điểm ngày đầu tiên vào viện là hơn 6.000 picogram trên ml, D-dimer là 2,49 ạ. Ngoài ra là các chỉ số khác thì trong giới hạn bình thường ạ. Đây là hình ảnh X quang của bệnh nhân ạ. Trong 2 ngày 19 và ngày 20 tháng 7 ạ. Về siêu tim thì các kích thước bệnh nhân có buồng tim trái giãn, thở hai lá nhiều, các thành thất trái giảm vận động đồng đều và chức năng tâm tư thất trái thì giảm nặng. EF Simpson BP là 29%. Đây là hình ảnh siêu tim của bệnh nhân ạ. Diễn biến lâm sàng của bệnh nhân là từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 7, bệnh nhân được điều trị tại khoa hồi sức tích cực thì bệnh nhân an thần thở máy ạ. Huyết áp của bệnh nhân duy trì khoảng 120 trên 80 mm thủy ngân, duy trì adrenaline và dopamine, sau đó thì giảm dần liều và cắt được vận mạch. Xông tiểu của bệnh nhân là khoảng 2 lít đến 2,5 lít trên 24 giờ. Bệnh nhân được điều trị là adrenaline và dopamine, đưa viên điện truyền liên tục. Kháng sinh là bác xuyên phô 2 gram nhân 4 lọ một ngày. Omeprazole 40 mg truyền tiêm tĩnh mạch 2 lọ một ngày. Bệnh nhân được bù kali và truyền dịch. Đến ngày 22 tháng 7 thì bệnh nhân được cai máy và được rút ống nội khí quản ạ. Bệnh nhân tỉnh, nằm được đầu bàng, không khó thở và sau đó được chuyển sang khoa tim mạch để điều trị tiếp ạ. Tình trạng bệnh nhân tại bệnh khoa tim mạch là tim nhịp đều, thổi tâm thu 4/6 ở mỏm và lan dọc theo nách trái ạ. Huyết áp khoảng 100 trên 60, phổi thông khí được, gan to vẫn khoảng 4 cm dưới bờ sườn, bệnh nhân không phù và tiểu được ạ. Và điều trị tại khoa tim mạch thì sẽ thì gồm có duy trì tiếp tục kháng sinh và bổ sung thêm các thuốc là digoxin 0,25 mg 1/2 viên một ngày ạ. Losartan 50 mg 1/2 viên một ngày ạ. Furosemide 40 mg một ngày ạ.
Ferrospirone 25 mg nhân 2 viên một ngày, bù kali ạ. Và chẩn đoán của bọn em là sau cấp cứu ngừng tuần hoàn, suy tim EF 29%, hở hai lá nhiều và viêm phổi. Em xin ý kiến hội chẩn của quý thầy cô và các quý đồng nghiệp là chẩn đoán và điều trị như trên đã hợp lý hay chưa? Về bệnh lý mạch vành của bệnh nhân thì mình có cần khảo sát thêm hay không ạ? Điều trị nội khoa tối ưu tiếp theo như thế nào và có bệnh nhân này có chỉ định cái máy tái đồng bộ cơ tim hay khử rung tim không ạ? Em xin chân thành cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ trước khi vào các phần như em nói thì bây giờ chúng ta thấy rằng là tóm tắt bệnh án lại là đây là một bệnh nhân mà có cái gì? Có suy tim từ trước à? Hay là như thế nào? Thưa thầy, là bệnh nhân này thì là người dân tộc thiểu số và ở xa vùng xa nên trước giờ bệnh nhân cũng chưa từng đi khám bệnh và điều trị gì ở đâu ạ? Chưa cần từng đi khám và điều trị gì ở đâu. Vâng ạ. Thế thì cái vấn đề mà thất trái mà nó giãn to tướng mà cái EF nó thấp thì nó là như thế nào? Bọn em hỏi khai thác thì chỉ có bệnh nhân chỉ có cái tiền sử là tức là khoảng vài tháng gần đây thì bệnh nhân có triệu chứng là khó thở khi gắng sức và khi nghỉ ngơi thì có đỡ. Còn bệnh sử của cái lần vào viện này là trước đấy một ngày thì bệnh nhân có cơn khó thở và khó thở lần này thì tăng dần và không đỡ khi nghỉ, cho nên là lý do bệnh nhân nhập viện. Bệnh nhân này là bệnh nhân 68 tuổi đúng không? Thì về sau là chẩn đoán được là một cái hở hai lá suy tim đúng không? Dạ vâng ạ. Bây giờ hở hai lá suy tim vào là vì là cơn suy tim cấp mà có rối loạn nhịp đúng không? Dạ vâng ạ. Thế hở hai lá này là hở 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 gì? Hở do thấp hay là hở gì? Trên siêu âm thì gợi ý đây là hở do thấp hay là hở do giãn buồng tim? Dạ, thưa thầy là trên siêu âm tim thì bọn em nghĩ đến là một cái hở hai lá do giãn buồng tim ạ. Hở hai lá do giãn buồng tim, em có hình ảnh siêu âm ở đây không? Dạ vâng có ạ, đây thầy chờ em chị. Em chiếu lên cho thầy xem thì. Da này dạng gấp gối à hay là gì? Em cứ cho tôi chạy đi. Trông như kiểu là cái tim nhỉ, cái gì cần? Các bạn cho clip chạy đi ạ. Vậy em đang cho clip chạy rồi. Có thể có nhìn được không ạ? Có nhìn rõ. Cho cái clip màu này nó chạy cho em rồi. Để cho cái mức độ hở clip màu ấy. Được rồi em ơi, cái van là nó cũng hơi vôi đấy, mà nó có dây chằng có vẻ nó co rút đấy. Cái loại cái này là mình không loại trừ được bệnh van tim do thấp đâu. Dạ vâng ạ. Đấy. Đây này, cái mặt cắt trục dọc này em cho chạy lại đây, hai cái van nó vôi này.
Đấy, đấy anh chị em thấy nó sáng lên không? Mà đóng nó gấp gấp, nó ở dạng gấp gối đấy. Không 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 phải đơn thuần là mà do giãn buồng tim đâu. Các thành tim thì co bóp bình thường đúng không? Sao co bóp bình thường nhưng mà lại EF lại thấp thế nhỉ? Em cho thầy xem lại đây nè. À, cũng giảm chứ không có giảm. Thôi được rồi. Cái bệnh nhân này là bệnh nhân mà vào viện là vì một cái suy tim cấp, mà thậm chí là sau đấy có ngừng tuần hoàn do rối loạn nhịp rồi. Thì em có đặt ra mấy vấn đề. Cái này thầy chắc là chỉ có 10 phút với em trong cái bệnh án này thôi, còn sau đấy thì trưởng lên thầy giải quyết luôn. Chẩn đoán và điều trị, tức là sau cấp cứu ngừng tuần hoàn suy tim EF 25% hở hai lá nhiều. Thế bây giờ thầy chẩn đoán lại cho em là hở hai lá này. Suy tim EF thấp. Ngừng tuần hoàn do rối loạn nhịp. Bệnh nhân này chưa được dùng thuốc gì đúng không? Thế giải thích cho thầy làm sao vậy? Kali máu có 2,4 này nè. Dạ, em thưa thầy là cái xét nghiệm kali máu giảm cái thời điểm bệnh nhân cấp cứu một tuần hoàn thì bọn em cũng chưa giải thích được. Vì là ở nhà thì bệnh nhân cũng mới chỉ khó thở được một ngày và cũng không có tình trạng nôn hay là tình trạng mất dịch ạ. Không nôn, không mất dịch. Có dùng thuốc gì không? Dạ không ạ. Có ăn uống đầy đủ không? Bệnh nhân thì lâm sàng bệnh nhân có thể trạng thì gầy ạ. Thế bây giờ thầy đặt vấn đề cho em là thầy thấy cái rối loạn nhịp này là của em là do hạ kali máu đấy. Em giải thích như nào? Dạ vâng, bọn em cũng chưa loại trừ được là tình trạng rối loạn nhịp lúc vào viện là cũng do cái tình trạng hạ kali máu nữa. Sau đấy thì bọn em có bù kali và trong suốt thời gian theo dõi nằm viện thì khi mà bù kali lên giá trị bình thường thì bệnh nhân cũng không có tình trạng của hạ kali máu nữa. Thế thì do vấn đề là có thể là người ta ăn uống kém hoặc là như thế nào đây? Hay là uống rượu không? Bệnh nhân nữ không có tiền sử uống rượu mà cũng không hút thuốc ạ. Bệnh nhân nữ cũng có thể uống rượu. pH có 7,2. Các bạn chiếu lại cái điện tâm đồ mà sau cấp cứu ngừng tuần hoàn ấy. Điện tâm đồ sau cấp cứu ngừng tuần hoàn. Đây là điện tâm đồ ở khoa hồi sức đúng không? Sau cấp cứu ngừng tuần hoàn đúng không? Dạ vâng đúng rồi ạ. Là điện tâm đồ hồi sức rồi, chứ còn điện tâm đồ mà cấp cứu ngừng tuần hoàn trước. Trước đấy nữa. Đây. Đây là điện tâm đồ mà có cái cơn nhịp nhanh có QRS rộng đấy đúng không? Thì chúng ta thấy rằng là ở V5, V6 là có hình ảnh block nhánh trái này. Và V2 ở D2 D3 âm này. Tiếp theo là âm ở các chuyển đạo V1, 2, 3, 4, 5. Thì hầu hết là dạng QS. Ok, các bạn chuyển tiếp sang cái điện tâm đồ sau cấp cứu ngừng tuần hoàn đi. Điện tâm đồ bình thường ấy. Nữa đi. Nữa. Đây là hình ảnh điện tâm đồ mà sau đấy là sau cấp cứu ngừng tuần hoàn và bệnh nhân ổn định đúng không? Thế thì chúng ta thấy rằng là vẫn có dạng block nhánh trái này và V1, V2, V3, V4, V4, V4 là vẫn có cái trục như vậy. Vẫn có cái dạng QS như vậy. Và ở D2 vẫn là dạng như vậy, D3 vẫn là như vậy.
các phúc bộ không như như vậy. Cái hình ảnh điện tâm đồ mà các bạn ghi là cơn nhịp nhanh có quy đắc giãn rộng ấy, thực chất nó là nhịp xoang đấy, đây nhịp nhanh xoang đấy, bởi vì là bệnh nhân ngay từ đầu nó đã có dạng quy đắc nhanh trái rồi. Thế sau đó thì khi mà các bạn cấp cứu ngừng tuần hoàn xong, cái ngừng tuần hoàn này là do ngừng tim hay là rối loạn nhịp thất, tức là các bạn có phải sốc điện không? Dạ thưa thầy, là thời điểm cấp cứu ngừng tuần hoàn là không sốc điện ạ. Sau khi ép tim và cấp cứu tuần hoàn khoảng 10 phút thì bệnh nhân có mạch trở lại ạ. Tức là bệnh nhân ngừng xoang thôi ạ. Tức là bệnh nhân ngừng tim chứ không phải là rối loạn nhịp tim. Và cái ngừng tim này là do nguyên nhân là hạ kali máu. Đấy, thế sau đó thì các bạn tiêm adrenaline và một số những cái điện tâm đồ mà sau cấp cứu ngừng tuần hoàn thì nó có một ít rối loạn nhịp thôi ạ. Chứ không phải là do rối loạn nhịp thất gây ra cái ngừng tuần hoàn. Như vậy là bệnh nhân này là một bệnh nhân mà đã có suy tim từ trước rồi, có thể là do một cái bệnh lý gì đấy, có thể là do mạch vành hoặc là do bệnh lý cơ tim hoặc là bệnh lý van tim, nó gây ra một cái tình trạng suy tim nặng, sau đó thì hạ kali và từ đó bệnh nhân xuất hiện ngừng tuần hoàn là do ngừng tim chứ không phải là do rối loạn nhịp tim. Sau đó thì rất may rất nhanh và các bạn làm rất tốt, đấy là các bạn đã ép tim và sau đó thì đưa trở về nhịp bình thường. Thế sau đó thì các bạn đặt nội khí quản cho bệnh nhân thở máy và rút được nội khí quản. Và bây giờ là đặt ra những cái câu hỏi như này. Thế thì tôi nghĩ rằng trường hợp này là các bạn làm tương đối là tốt, nhưng mà có lẽ là nếu như mà ở đơn vị hồi sức ở viện chúng tôi thì những trường hợp này khi mà bệnh nhân vào viện mà có cái tình trạng suy tim gan to như này thì ngay lập tức là chúng tôi sẽ phải sử dụng cái lợi tiểu furosemide đường tĩnh mạch để điều trị cái tình trạng suy tim ứ dịch này nó tốt hơn, chứ chúng ta dùng furosemide dạng viên thì nó kém hiệu quả lắm. Đấy, thế thành ra là các bạn nên sử dụng các thuốc furosemide đường tiêm khi mà bệnh nhân có cái tình trạng ứ dịch trên lâm sàng thể hiện bằng gan to, thể hiện bằng phù, thể hiện bằng gian ẩm ở phổi, thì lúc bây giờ chúng ta nên dùng furosemide đường tĩnh mạch thì tốt hơn là các bạn sử dụng furosemide đường uống. Cái này chắc mình chưa loại trừ được mạch vành thấy cường nhỉ? Rồi, nhất trí thôi. Thưa cái này là như thế này, chẩn đoán và điều trị cấp cứu thì các em có thể chẩn đoán như thế. Nhưng loại trừ bệnh mạch vành chưa thì cũng chưa loại trừ được. Thì cái này có thể là bệnh hở hai lá do bệnh van tim do thấp, cũng có thể hở hai lá do thiếu máu cơ nhú dây chằng, để gây cho buồng tim giãn rồi là hở hai lá. Thì cái này thì có hai vấn đề đặt ra, một là cái có bệnh lý mạch vành kèm theo hay không, hai là cái kali máu nó hạ do cái nguyên nhân gì. Cái đấy là hai cái các em phải tìm hiểu. Cái hạ do cái gì thì mình sẽ hỏi thêm tiền sử của bệnh nhân. Vì bệnh nhân này không có tăng huyết áp cho nên mình cũng không đặt vấn đề ra là có thể có u của tuyến thượng thận. Thế còn điều trị nội khoa tiếp theo là một cái điều trị suy tim và EF thấp. Có thể dùng các thuốc ức chế men chuyển, có thể dùng kháng aldosterone, có thể dùng thêm dùng thêm lợi tiểu quai nếu như ứ huyết nhiều, và có thể dùng thêm chẹn beta rau cảm nếu như mà bệnh nhân khô đấy, nhất là lại có rối loạn nhịp như này. Thế nữa là chỉ định tái đồng bộ cơ tim hay khử rung tim thì cái này từ cái này phải sau khi phải xem xét là cái nguyên nhân suy tim đó là cái gì đã, thì sau đấy mình mới đặt vấn đề được nhá. Thế thì nếu mà cái bệnh nhân này, nếu giả sử bây giờ vẫn đang nằm ở viện thì các em có thể cho trợ tim lợi tiểu ức chế men chuyển, kháng aldosterone. Thế tuần sau thì chúng ta chụp cái động mạch vành, chúng ta kiểm tra xem là có tổn thương động mạch vành hay không. Đấy. Nếu mà không có tổn thương đặt mạch vành thì mọi cái thì nó là vấn đề là do hở hai lá. Hở hai lá cái này là hở hai lá thực thể đấy. Ý là tôi nói là thực thể. Còn cái này gợi ý mạch vành bởi vì nó có block nhanh trái. Nhưng tuy nhiên rằng là không biết tại sao cái kali nó lại hạ thấp xuống thế. Thế này chắc là chỉ do vấn đề ăn uống thôi. Nghĩ là thế bởi vì mình không dùng thuốc gì.
không dùng thuốc gì. Các nguyên nhân khác như là u tuyến thượng thận thì chắc không có, bệnh nhân người không có tăng huyết áp, không gì, không có gì nào. Thôi thế thôi nhỉ, các em có ý kiến gì không? Không ạ, chúng em cảm ơn các ý kiến của các thầy cô ạ. Không có ý kiến gì thì tiếp theo thì bác sĩ Hạnh có